Nhà nên thăm cái tượng đài Thánh Gióng này. Đang đi lên các bậc này cũng không cao lắm. Đây là một cái ngọn núi trên một hệ thống đồi núi của Sóc Sơn. Hay nói là cái này là núi đá chồng thuộc xã Phù Linh, Sóc Sơn, Hà Nội. Phía trên là tượng đài Thánh Gióng, hay gọi là tượng Phù Đổng Thiên Vương. Để đi được lên trên này thì cũng có, mình đi từ khu đền Gióng Sóc Sơn và đi theo khoảng 3 km thì lên được đến tượng đài này. Hôm nay cũng trời thời tiết cũng khá là đẹp. Đây có tượng đài Thánh Gióng Phổng Thiên Vương được đúc bằng đồng nguyên khối đấy. Theo phương pháp thủ công, nặng hơn 85 tấn, cao 15 mét, với độ vuông xa là 16 mét. Công trình này được khánh thành từ tháng 10 năm 2010. Độ cao là 300 mét so với cái mực nước biển. Cái tượng đài này nằm trên một đỉnh núi thuộc quần thể di tích đền Sóc Sơn và chùa Non Nước, Học viện Phật giáo Việt Nam. Thánh Gióng là một trong tứ thánh bất tử của tín ngưỡng dân gian Việt Nam, gắn với truyền thuyết cậu bé làng Phù Đổng dũng cảm đánh thắng giặc Ân, đem lại thái bình cho đất nước. Bức tượng mô phỏng hình ảnh vị thánh Thánh Gióng rất là trẻ, tay cầm cái cây tre ngà, một khúc tre ngà, khúc ngựa hướng tới trời cao. Tác giả thiết kế là Nguyễn Kim Xuân, một nhà điêu khắc thuộc Hội Mỹ thuật Hà Nội. Đây từng là công trình văn hóa trọng điểm trong năm 2010 nhân dịp chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Khởi công xây dựng cái tượng đài này là năm 2009 và hoàn thành năm 2010. Mất khoảng 6 tháng. 6 tháng thi công. Chiều cao là 10, màu là màu đồng, gọi là cái đỉnh núi. Ý nghĩa là hình tượng người anh hùng Thánh Gióng đóng trong Quảng Sâm là cái tiêu biểu trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ đất nước. Thánh Gióng được sinh ra rất là kỳ lạ, từ một người mẹ nghèo được mẹ và nhân dân nuôi dưỡng. Thánh Gióng chiến đấu chống lại giặc Sâm, tất cả lòng yêu nước và mong muốn bảo vệ làng quê đất nước, từ thực tế trong công cuộc đánh giặc bảo vệ đất nước của ông cha ta. Với tinh thần thánh và trở thành nhân vật anh hùng, với tinh thần ý chí quật cường, quật khởi trong cuộc chiến chống giặc bang xâm lược. Bên cạnh đó, hình tượng Thánh Gióng cũng nói lên một thời đại lịch sử của đất nước vô hùng, với nền nông nghiệp trồng lúa được.